Vai lá um pouco, vai lá mais. Vai aqui mais. Mais. E a cega. Já, já bonito, hein? Bonito. Sim, gona. Gona. Fala bonito, fala dep, não é gona. Bonito, bonito. É dep, né? Yeah? Ok mọi người, xin chào mọi người nha. Quý Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào mọi người. Đi xuống dưới này nhìn lên trên kia thấy ông Antonio, ông đang đục 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 gõ 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 mà nhìn rất là nhiều cây tre kia, mà khả năng là để như chặt bên bụi tre nhà mình, sao không biết sao Tony Phong để cho Antonio chặt tre bên đấy. Anh đang giữ tre à? Đang giữ bụi tre lại mà làm sao? Mà sao lại cho chặt tùm lum thế nhỉ? Bụi tre to nhưng mà vẫn phải giữ chứ. Chỉ dọn dẹp thôi. Để bạn ấy chặt bớt đi thôi, cho bạn đỡ thôi. Không được, hỏng rồi. Cái này các vị phá mất bụi tre của tôi rồi. Antonio đang kiểu chặt tre để làm mái chuồng dê đấy mọi người. Thế nhưng mà không biết là các vị định làm gì, định làm như thế nào. Mình mua tôn xuống mà mình chưa bảo là mình mua tôn cho các vị. Cái gì? Hả? Cái gì? Yoga kì? Qua ta đi. Ui giời ơi, Quỳnh chơi game này. Mọi người xem Quỳnh chơi game này, yoga này, úi giời ơi. Đấy, bây giờ là máy điện thoại của mẹ dùng chơi game, sướng nhỉ, úi giời ơi. Giống phố thế, tóc đẹp này, bonita này. No tengo puño, no tengo puño aquí. No tengo. Por qué? No tengo puño. Taki puño. Taki puño nha. Eu compro mais que burraça para você, nha. Fala como, nhé. Ok. Dá pra mãe. Buộc tao nhưng mà đang thiếu cái puño đấy. Đấy, tí nữa để xem cho mẹ buộc cái puño đấy lên xem như nào nhá. Sunny đâu rồi? Là si đa đi à? Là đi ra đây xem nào. Chặt được nhiều tre thế nhỉ? Bắt ta đi. Esa coto onde Antonio? Aquí. Tony Phong đâu? Tony Phong da. Tony Phong đâu ta bông? Cho chặt nhiều tre thế này. Con ta mua tua sinh para qué? Vamos fazer uma grande em cima dessa casa. Grande é como? Uma, tipo como estava naquela cabrito, naquela casa dos cabritos. Grande é como? Para meter chapa, zingo, pode ser capim ou lona, mas vamos primeiro uma grelha, tá pedindo uma grelha. Não fazer a grelha? Vamos zingar com. Zingar com chapa? Com chapa. Sim. Ông chưa biết mình mua tôn đâu mọi người. Chapa. Que? Agora nós já não temos chapa. Compra? Não, ainda não. Depois vamos comprar, ainda não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Ainda não tem agora. Você no banco está muito dinheiro. Ainda. Você já paga essa do bambu, já? Eu tô guardando, então que você e Tony Fong paga, já? Nós pedimos primeiro. Você pediu Tony Fong, mas não pedi eu. Essa está muito fresco. Está muito fresco. Chatuan chatiano, né, né? Para, Chico, para, já. Vocês compram essa, já. Por quê? Mình mua tôn rồi, nhưng mà mình mua tôn xuống mình không có nói với các bạn nữa mọi người. Hôm nay mua tôn xuống thì thấy các vị đã chặt ở đây rồi, đã chặt tre để làm. Para đi Antonio, nhưng para. Mà các bạn cũng không nói là các bạn nên cũng không nói là sẽ chặt cái này để làm cả chuồng dê. Cả hai bên cùng lo là trời mưa là sợ nó ướt bọn dê, thế là cứ im ỉm nghĩ trong đầu vậy. Thế là các ông cũng lo cho chuồng dê cho nên các ông chặt không là. Não vai ficar doente. De sa sin que ele vai com água ele mais forte. Mais força. Anh lại trêu bạn thế. Cabrito, ta pedi muita água para banhar. Không, brincadeira đấy. Antonio không biết, Antonio tưởng thật, anh đùa. Você vê aqui, ta que ta tonto assim que tu também faz como? Assim. Essa vamos girar. Girar já. Para aqui, para girar aqui ainda. Tudo, três. Vai girar primeira.
Paraki nhá. Cho các bạn dừng đây thôi, tại vì là các bạn ấy tính để xẻ tiếp đấy. Bây giờ cứ chỉnh các thứ chỗ này đi đã, xong rồi tính. Indireta primeira, dạ. Y kẻ đa đi nhai rùa con bà sapa. Chị cô, vai vai Indireta đi. Tức là các vị có biết đường lo lắng cho cái chuồng dê như thế này là được rồi. Một một ông mua tôn không nói gì, nhưng mà một ông thì nóng lòng dê để bắt đầu chỉnh sửa chuồng thì không nói gì. Tuduaki, Nimpabayaki đó. Tamutu fresku aki. Che non quá. Troka ke troka durizu. Materizu aki, ya. Chặt toàn chặt che non. Các bạn ấy khả năng là gặp cây nào to to là các bạn dễ không, chặt. Không, cây nào dễ chặt thì chặt, bởi vì trong bụi tre nó khó chặt đi. Nếu này thì che non này quá thì khả năng nó dễ bị sau này nó ọp, nó dễ bị sập đấy. Nhưng mà tôn kia nhẹ cũng được. Tên ta kể có lẽ đù đi rây tù ra. Iaki. Tôn đồ này, chi cụ này, nimpa bay aki này xin mà. Bởi vì là trời sắp mưa rồi mọi người, trời sắp mưa nơi rồi. Hiện tại thì mua tôn cho đa cù thì mình cũng tiện là mình mua tôn luôn cho nhà Antonio Maria mọi người. Mua luôn ít xi măng xuống cho bạn ấy hoàn thành nốt chỗ nhà vệ sinh với lại cái đường đi nhà vệ sinh. Nói chung là lần này sẽ là lần mua xi măng cuối cùng. Với lại mua tôn cho bạn làm xong ở đây đi cho cái dê cái thứ cho nó yên tâm. Bây giờ là dê lái xe kia cũng sắp đến rồi để nộp cho lấy mái nộp cho cái chuồng dê này rồi nha mọi người nhá. Rồi chúng ta đợi xuống dê xuống xem tình hình thế nào. Này, nimpa aki primeru. Nimpa tudu aki. Para que mete chapa. Nimpa ja, faze ja. E indireta ja aki. Tudu. Chapa ta vi agora, ya? Chapa ta vi. Essa va sair. Fazer já, para que pronto do chapa hoje. Mua cho các bạn ấy 11 tấm tôn thôi mọi người, 11 tấm tôn thôi. Chắc 11 tấm thì gọi là lập cho dê nó có chỗ trú thế thôi chứ không lập hoàn toàn đâu mọi người. Chuồng gà thì các bạn ấy cũng đang mở ra cho nó ra ban ngày đây này. Bởi vì là bây giờ thực ra chưa trồng cấy hết mọi thứ. Đây, để rất là nhiều chậu nước ở trong này. Chuồng gà đặt mấy cái que vào để cho nó trèo đúng lên rồi. Đúng rồi, phải bảo cho Antonio cho que, quên mất đấy, Quỳnh nhắc mình mới nhớ đấy. Antonio ơi. Oggi mette aqui che cama para ele che fica ya. Tudo che do galinha mette la cama para ele che subi. Chặt bao nhiêu tre này nhỉ? Nhanh nhẹn thế nhỉ? Nay mình đi bên ngoài mình còn thấy Nelson với lại Kuringa thì các bạn cũng đang khẩn trương là dọn nốt những cái đám còn cỏ đấy mọi người, đang đi dọn cỏ trên kia. Ở đây có 3 người mà đã chặt tre. Antonio ơi. Nhiều thế. Tudo bambu sopra aqui. Metena agua ya. Metena agua. Để cho các bạn ấy xong là những cái tre thứ này cho xuống nước đi, không cho nó hỏng. Sa fresco que seco pode usar. Mas está fresco. Fresco metela. À, cho xuống nước nó mọc mậm không anh? Nó sẽ mọc mậm. Cho nước nó bền. Nó sẽ bền luôn đúng rồi. Cho nó ngập hẳn xuống dưới đúng không? Rồi đợi dê xuống nha mọi người nha, đợi dê xuống, đợi một tí nữa dê xuống. Để chúng ta sẽ xử lý tiếp. Để cho các bạn đi chỉnh lại cái chỗ trên này đi. Này là buổi sáng mất bao nhiêu thời gian để chặt lên này. Từ sáng giờ là chắc từ sáng giờ là chặt cái này lên này. Mình đã dặn anh Phong là đừng chặt bụi tre đi rồi. Mà Tony Phong này cứ thấy thương nhà Antonio này cứ cho đi chặt đi chứ. Để thử xem cái thanh xà này lên nó có vừa không, để thay hết tất cả vào thanh xà vào. Tại vì các bạn đi tự làm như này là tại vì là Quyết cứ để cho các bạn đi làm đấy, bắt các bạn đi phải tự làm mọi việc đấy mọi người, xong rồi mình xuống mình chỉnh lý đấy. Chứ không mà mình cứ bảo là mình lo cho tất cả thì các bạn ấy sẽ bị ỉ lại, cho nên là để cho các bạn đi tự giác các bạn đi làm đấy. Nào xe ga. Fata muito. Thiếu nhỉ? Nếu mà gỗ này thiếu nhỉ? Gỗ này thiếu à? Thiếu à? Nào, sư pháo ta. Mẹ tê u ma đi rây tụ a kia tê là. Tên đề nế. Por kê esa li vai tôn tụ quan đu vô sê mẹ tê xa pa. Đúng không? Depende, como vamos direito. Você está direito.
Então se conseguir direto para entrar sapa, então pode meter bambu. Assim, né? Então vai perder quanto? Sapa só chega até aqui, nem precisa até comprido. Sapa só, sim, fazendo embaixo só. Eu comprei só que para você que 11 sapa. Vai ficar 9 para a tia que é daku. E 11 vai ficar aqui. Então, quer dizer, está vivendo? Está vivendo. E agora? Então, já não quer ser sobra essa. Meter mesmo na água. Para depois você que meter zira essa do quinta. Entende, né? Vai que transar no quinta. Tudo essa quinta. Vai arrasar essa e trançar para fechar a quinta com essa bambu. Porque então essa tem que guardar na água para que fica mais força. Đây mọi người ạ, thì tất cả cái tre này các bạn đã chặt rồi để cho xuống nước. Thế xong để một thời gian cho nó vững cái tre đi, nó tốt, nó đỡ bị mọt, đỡ bị hỏng đi. Đâu đâu thì cái sân, tất cả cái khoảng sân này thì sau này các bạn cũng phải rào mọi người. Thì vừa là cắm cọc gỗ, vừa là rào cái tre này, các bạn ấy sẽ xẻ, các bạn ấy sẽ đan đi cho dê cái thứ nó cũng đỡ trèo qua. Chứ không là dồn các thứ, rồi là cành cây, cành củi các thứ để dựng cao lên để cho nó rào thành một cái vườn, một cái không gian rộng là cả dê, cả gà, rồi là vịt ngan ở trong này hết nha mọi người nhé. Đi xuống tận phía dưới kìa kìa. Sẽ tính toán là tương lai có thể là rào xuống tận phía dưới này, thành một cái khoảng rất là rộng. Để cho nó có cái sân rộng, với lại ở trong này nó sẽ nhốt được nhiều dê, nhiều gà hơn. Và nó không đi ra ngoài thì nó phá vườn rau, rồi là vườn hoa màu của các bạn nha mọi người nhé. Đi, vamos ya. Đi xuống dê đến nơi rồi mọi người, đi xuống đi để lấy tôn nhé. Descarrega aquí. Y tengo más cemento. Cemento para você que pronto todo ese lado, ya. Con sí, todo. Mua cả xi măng cho các bạn đi mọi người để cho hoàn thành tất cả phía chỗ này nữa. Rồi là cái thềm giếng nữa. Có vẻ năm nay mưa đúng theo lịch ấy nhá. Mọi năm là mưa kiểu là rơi vào ngày 15 tháng 10 đấy mọi người. Có mỗi năm ngoái thì mưa hơi sớm ấy. Năm nay khả năng là đúng là mưa đúng lịch là tầm mùng 10, 15 tháng 10. Nghe thấy dê đến rồi mà. Đâu ta? Xuống đón trước không? Năm nay cứ sợ mưa sớm ấy. Chuẩn bị mọi thứ rất là sớm. Thế nhưng mà cuối cùng là sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị thật là sớm thì trời nó cũng chẳng mưa sớm cho. Cũng may như thế mà ông Đa Cù ông ấy còn xây xong nhà mà không việc cái gì. Vừa thấy bóng dáng xe dê đây mà, à kia đang xuống đây rồi. Thấy hôm qua Đa Cù bảo như vậy, xem nhà của Đa Cù xong vậy là mình cũng phải khẩn trương ngay. Mình cũng lo lắng cho Đa Cù ấy bởi vì là xây xong rồi, xong bắt đầu là về xem dự báo thời tiết thì lại bảo dự báo hôm nay khả năng có dông mưa ấy, cho nên là phải mua khẩn trương cho bạn ấy luôn. Bây giờ mà xây xong rồi mà không khẩn trương thì mưa nó rã hết cái đất ở tường ra thì cũng lãng phí công sức của các bạn ấy làm. Mà trong khi đấy ngày nào mình gặp những dục để xây nhà nhanh thì tôi mua tôn không tôi biến mất bây giờ đấy. Cái gì phát đi? Ta vi mô tả. Vai busca mama y cidade. Cảnh. Kê. Goiaba. Goiaba. Đây đúng đúng có quả ổi đang chín đấy. Goiaba baduru hả? Đây. Rộng xuống là vỡ đấy. Ấy. Đấy. Cái sao đây? Đây này. Máy mà rơi kính. Rơi vào kính xe. Chết. Não, espera. Essa tá em sair ainda. Você domina caminho. Oh, essa dobra aí. Essa chapa aqui é muito mole. Já sei. É como irmão. É, nặng quá, nó gấp về. Essa, tierra só aqui, tierra só 20, já? Não, tierra aqui só 11 chapa. Sim, sim. 9 chapa vai na casa do Daku, já? Sim, sim, doutor. Tôn này thì nó hơi mỏng một tí đấy mọi người, hơi mỏng một tí nhưng mà với mục đích sử dụng của chúng ta với nhà Đa Cù thì tôn này là ok, không vấn đề. Không vấn đề. Nào bà rốt thì ta mang nhìn là. Khi họ đập tông sistema, entra vào đôi bà hốt, mà cái giá sai bùa, đôi bà hốt là phải giao vào nhìn bà hốt, bà nông bà rốt. Ai cái lì, nào ai cái lì vai passar aqui, na bà rốt, ai cái lì vai passar bà rốt. Oh, sim. Já, primeiro você passar assim na parte,
Giờ tira xi măng tua in đã. Dựng lại nó có đẹp lại được không anh? Có, nó sẽ lại mà em. Nó chỉ hơi bị cong cong thôi. Nó một tí. Nhà của dê thì thấy đây bảo là dê làm xong xuôi rồi mọi người ạ. Thế nhưng mà thấy như bạn ấy bảo với mình là cái tất cả cái thép mà mình mua, cái thép ống mà mình mua cho bạn ấy là bạn ấy không sử dụng. Mà tại vì là cái lý do là ông thợ ấy, ông đòi khi mà làm một cái đấy thì là đòi công hàn, đòi công khoan này, xong bắt đầu là không hiểu làm sao. Bạn bảo là đòi công đắt thế này bạn không làm nữa mà bạn trả lại cái sắt đấy cho nhà chủ cửa hàng. Xong bạn mua cái gỗ này về bạn làm. Thì mình không biết là tình hình làm thế nào. Nào, esa de saki. Sim. Essa barra hoje deixa. Para nós conseguir tirar aqui, outro cimento. Puxa só. Ah, outro cimento, né? Đang nói tiếp, đây là bữa sau thì chúng ta sẽ lên xem review xem nhà dê bạn ấy làm thế nào rồi nha mọi người nhé. Mình khi mà bạn bảo với thực ra thì mình cũng không vui vì cái việc mà bạn ấy đổi cái thiết kế đi là thay cái thanh xà sắt bằng cái thanh gỗ này này. Thì thôi bạn ấy thay đổi rồi thì cái đấy là cái việc của bạn phải chấp nhận thôi. Nhưng mà hôm sau thì có thời gian chúng ta sẽ xuống đấy xem là tình hình là các bạn ấy làm như thế nào. Đây còn 3 bao xi nữa. Dạ, tira tu đủ rồi. Đây, 5 bao xi này để cho bạn hoàn thành nốt tất cả những cái phần phụ xung quanh nhà nha mọi người nha. Rồi là sân giếng các thứ nữa. Coi như là hoàn thành hết tất cả những cái khuôn viên nhà của Antonio. Cái bọc đinh đâu nhỉ? Đấy bọc đinh. Ở trong này mua mình cũng có một cả bọc đinh nữa. Ông đinh này thì chia cho nhà ông Antonio một nửa, cho ông mấy cái. Nhìn bao xi măng gọn gọn vậy mà 50 cân một bao đó mọi người, nặng, các bạn bê nặng. Tốt hơn là hai người bê. Cái đấy em không cần phải nói, ai cũng biết là bì xi măng là 50 cân. Thế à, tự mình em không biết. Đó là cuối cùng là chúng ta lại tiếp tục một hôm nữa quay vào trong sâm rừng mọi người ạ. Không biết là đa củ có nhà không? Không biết là đường này giờ còn làm không? Khả năng là vào được nhỉ? Chắc là sẽ vào được. Rồi. Bao nhiêu bang? Sao bé bao nhiêu? Nào, bé bocado à? Dạ, tira ra. Để xong là thử xem là có vừa không nào. Você pega com ele, pega com ele. Você vai, ajuda a sortir. Yeah, dá goteira essa ali. Để xem bỏ đi một thanh tôn lên xem à một thanh gỗ lên xem nó có vừa xà không nhỉ. Yeah. Nhà đa cụ xây cao. Pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Ôi. Thiếu một tí à? Ta pha tam po cù. Nhưng mà cái này nó chỉ có một cỡ thôi mọi người. Đây chỉ một cỡ thôi. Thế thì để cho các bạn phải nối thôi. Này các bạn sẽ phải tự nối nha mọi người nhá. Mua cái tấm này, thanh này ở bên này nó chỉ có duy nhất một cỡ này thôi. Một entrasan, paraven. Ở đây có thanh này thêm vào rồi thì các bạn nối vào được. Các bạn buộc các bạn nối vào được. Đấy, khi mà các bạn xây nhà mà xây cái kích thước như này nó dở dang như này là cũng hơi bị phức tạp đây này mọi người này. Nào, mày nó phải mà đi qua você vai juntar mais, entende né? Vai juntar mais. Mua 5 tấm này với một cái nữa thì thoải mái mà mọi người. Rồi, chỉ gọi là mình hỗ trợ cho các bạn như thế là để các bạn ấy tự làm thôi. Nếu như mà cái này mà nó có cái tấm dài hơn thì mình sẽ mua tấm dài, nhưng mà cái tất cả ở bên này người ta chỉ làm một cỡ này. Thợ người ta cắt chỉ một cỡ thôi.
Totam pocadinho. Você corta aí junta, já? Eu comprar também prego para você meter também, já? Tá bem, sim, sim. Já. Tá lá prego. Da cù ngày trước có một đợt da cù nghỉ uống rượu một thời gian là da cù béo lên đấy, béo đẹp lên. Nhưng mà chỉ được một thời gian, bây giờ nhìn da cù vẫn bị gầy. Đây có đinh này, đinh để. Tá aqui. Tá aqui prego, yeah? Sim, sim, sim. Para meter lá, yeah? Tá bem, sim, sim. Rồi, để cho mấy thanh niên tự làm với nhau thôi. Công cuidado, já. Não, deixa aqui, toca lá para ele, já vê para ele que é civil não. Toca para ele, para eu ver civil não. Mete direito para ver ele civil não, ele que é. Để xem có vừa không nào. Rồi, coi như là nhà các bạn đi, coi như thế này nè. Cũng vừa chạm nhỉ. Cô ta. Vừa chạm, tôn trắng nhỉ. Xây nhà dở quá nhỉ. Xây rộng. Ta bồng, ta bồng ra, ta bồng ra. Đây xa. Đây, đây, vào mua lại vàng, nâu đa mai đa củ. Da cu beba do muito. Leva, no, leva, no, leva essa paja. Tira essa paja. Tira essa paja. É da minha toa. Você bebe muito? Não. Já, vamos levar já. É, não faz isso, doutor. Leva já. O tôn mình vào mang vào ướm thử hơi bị hụt mọi người vào ướm thử hơi bị hụt thôi để đổi cho bạn cái tôn đỏ vì là cái tôn trắng nó chỉ có thế này thôi. Dê tira đi, dê tira đi, tira đi. Chêu chêu đa củ tí. Você bebe muito? Não, bocado hoje só. Não é bocadinho. É bocado meu, bocado pai. Depois não bebe mais, já? Sim. Você tá bebe muito? Sim. Dê, 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 mete já cá, motari, mete já motari. Doutor? Mete já motar. A chapa fica? Não, chapa mete motar. Vamos levar já. Vamos trocar a chapa, já? Vamos trocar a chapa, trocar outro. Essa aqui, essa tá curto com essa casa. Já? Levar mais, já tá aqui. Não, vou trocar. Água tá vindo. Vou trocar mais chapa mais comprido. Essa tá curto. Entendeu, né? Ta curto. Tôi thì sao ông ơi? Cho bạn tí mọi người. Các bạn xây thì chả có chuẩn. Hôm vừa rồi đo thì Antonio đo thì đo chỉ chiều này thôi. Lúc đầu mình chỉ ướm bước chân thì bây giờ là có dùng là tôn hụt. Hụt thì đổi thì cái này mang sang nhà Antonio để cho dê nên sẽ mua tôn đỏ để cho bỏ vào đây nhé. Dê sẽ mua tôn đỏ. Mua tôn đỏ khoảng mấy cái nhỉ? Đi 4. Nào, vou comprar chapa mais boa. Vermelho. Para meter aqui. Tá bem. Para mais bonito do essa, entende? Sim, sim, sim. Então essa chapa que gasta mais dinheiro. Zé vai trazer a hoje aqui, entende? Sim, sim. Já, di. Di de mua, nên mua thôi. Entendeu, o papai falou. Já, ok, di, di. Di mua cho bạn đi tôn đỏ, di. Cái này không ấy. Lại gọi ông Antonio xuống chiều, Antonio chặn. Antonio. Antonio ơi! Vem, 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 vem. Chêu Antonio chặn đấy. Antonio khó chêu hơn đấy. Ôi giời ơi, Quỳnh ơi. Da cù lâu lâu không tiếp xúc với cướp nên là dễ bị đùa hơn. Dễ bị dọa. Antonio, vem. Ui, lại một tất thế, lại một tất thế hả? Tất nữa đâu, tất nữa đâu hả? Dép đó, ui giời, đi toàn đi một tất thế hả Quỳnh? Vẫn đang còn ổi à? Đi là bún lạc cháy á? Làm gì có bún lạc xa? Làm gì có bún lạc xa? Ôi, gặp Quỳnh ơi, tránh ra chỗ khác đi. Cái? Sapa. Đa cụ kê rửa tổ rô kê ạc ni sapa. Nào, anh quên đây. Bảo Quỳnh lên đi. Tí nữa nhá. Đa cụ kê rửa tổ rô kê ạc ni sapa. Ekli sapa ke ekli fico ekli ke. Não é igual. Ele falou que essa que mais melhor, ekli mais melhor. Essa é igual. Você tira para trocar ele, já? Levar lá em cima. Já? Não está fazendo um cadê o óbito? Que? O daco. Óbito o quê? Chora, não está chorando. Ele chora por causa dessa, ekli mais grosso. Essa ele não recebe. Quinha, subiu já, Quinha. Controla ali já.
Treo bảo ông đa cụ ông bảo ông không thi lấy cái tôn này. Esa no si vi casa, esa para zinga tu du aquí, ya. Vô comprano vu para eli, ya. Ya mete tu du la. Rồi để cho Antonio sẽ ăn lở phép lên chuồng dê. Thì, bây giờ mình sẽ cùng với dê đi lên trên kia để mua tôn mới cho đa cụ. Quando dottor ta fa la ninghen fa la. Nào, nào đi lui xem là bẻ mấy quả ổi cho mấy đứa trẻ con, là rung mấy quả ổi cho mấy trẻ con ăn. Ok nhé mọi người, mình sẽ cùng dê đi lên trên phố để mua lại cái tôn. Còn tôn này Antonio đập máy chuồng dê rồi thì như thế là hợp lý rồi. Bởi vì lúc đầu mình chỉ tính mua cho nhà Antonio một hàng tôn thôi. Bây giờ là cho Antonio cả bằng này tôn thì lập quá nên chùm lên chuồng dê nữa là được. Không có vấn đề gì cả, nói chung là cũng không có lãng phí. Nào, cái kéo được gói à bà nào. Gói à bà nào. Gói à bà nào. Ra mê, cây ra. Đâm một quả thôi anh ạ. Không được nữa. À sai sai đi tan thì sẽ là hôm bao bắt tên là cà bê sa. Vamos ra. Rồi một quả này, phát đi đa quỳnh đi, phát đi đa quỳnh. Phát đi ăn rồi, đa quỳnh đi. Đa quỳnh. Bạn, su dù tam bay đa. Đa quỳnh vai la vạc. Zé, vamos agora, vamos ir lá comprar novo e você carrega direto ali. Sim, sim, sim. Đây, chúng ta lại quay lại với chỗ bán tôn đây mọi người. Bây giờ sẽ mua tôn đỏ cho đa cù nha mọi người nha. Đây là hậu quả có cái việc làm việc quan liêu không chịu gọi là không chịu mó tay vào đấy. Bây giờ chapa 4 metro. 4 metro. Passamos aqui. Essa aqui não. 4 metros. 4 metros. Não, aqui 6 metros. Essa até 5. 4. 4. Sim. Cada quanto? Hã? Como outro dia mesmo, não recebi 10 metros. 10? Sim. Este é o 900, 900. Você. Não, 900 só. 10. Este é 10.500 por dia. Não. 900. Já, 900, vou levar 9 chapas. Fazer feitura rápido, rápido. Já? Vai lá, vai lá. Só, sim, compra muito, ah. Depois vou vir mais, já? Ông đã đòi 10.000 một tấm nhưng mà mình mua bảo là phải 9.500 một tấm thôi. Nói chung là cái việc mà nhà của đa cụ chỉ cần thiếu cái tấm gỗ đấy thì chắc chắn là mua sẽ không có đâu. Cho nên là các bạn phải nối. Còn nhà tôn thì chúng ta mua xuống lỗi thì bây giờ chúng ta đã thay đổi rồi. Đấy là lỗi là phải sửa chữa nhưng mà lỗi ông đa cụ phải lỗi ông Quyết đâu. Yeah. Và xem tiệm bán đồ xây dựng ở đây một chút nhỉ. Một năm. À, anh ơi nhớ mua đinh nhá. À, mua thêm đinh. À, mai hôm sau cùng prego nhá. Mai hôm sau cùng prego. Mọi người thấy ở trong này họ bán đó, các loại máy. Sim, cimento. Ah, sim, ok. Só que era de cimento. Yeah, ok. 90.000. Sao tính 90.000? Vẫn tính 10.000 à? À, đây trừ tiền đinh à? Em tao essa vai... Não, essa... Tá conta de tao prego. À, dạ. À thế là ông chỉ ghi thế này thôi nhưng mà thế là ông trừ tiền rồi, 9.500 một tấm. Sau khi mua tôn xong thì để cho dê chuyển xuống thì mình chạy xuống trước xem là Antonio các bạn nên đập mái chuồng dê như thế nào mọi người. Thì hiện tại bây giờ các bạn đang bắt đầu đập mái chuồng dê rồi. Mình vừa mua thêm cho các bạn một ít đinh nữa bởi vì là tăng thêm tôn mà. Dê đang chờ để vào chuồng này. Đấy. Mấy ông cứ nghịch cái chuồng của tôi, bây giờ tôi phải đứng ngoài tôi đợi. Các bạn sẽ chẻ thêm cái này để nẹp lên trên mái đấy nha mọi người nhé. Bởi vì này cái tôn này cảm giác nó hơi bị mỏng nha mọi người. Ở bên này thì cái tôn trắng hơi bị mỏng. Nên là nếu như mà không nẹp thêm thì dễ mà gió to thì nó kiểu nó sẽ rách cái chân đinh luôn ấy. Đóng đinh mà nó sẽ rách luôn ấy. Cũng có thể luôn. Cho nên là mình bảo các bạn cần phải xẻ thêm để cho lên trên này nhé.
Lần đầu tiên tính là các bạn chỉ cần lợp một mái này thôi, nhưng mà bây giờ có thêm tôn sẽ lợp thêm một hàng nữa, tức là một hàng tôn bây giờ là thêm một hàng tôn nữa là hai hàng tôn nhé, để cho nó chuồm chuồm ra phía bên ngoài này. Lúc đầu thì tính thì dê của các bạn có ít thì chỉ cần lợp bằng này thôi, nhưng mà bây giờ thì dư tôn ra thì chúng ta lợp chuồm ra phía bên này cho nên coi như là gọn gàng luôn, không phải lằng ngoằng nữa. Đấy, lợp như thế này trông cũng khá là đẹp đấy nhé mọi người nhé. Rồi chúng ta chờ dê xuống thì chúng ta sẽ đi sang bên đa cù xem thế nào. Chúng ta lại quay lại mọi người. Chúng ta lại quay lại. Đa cù chạy vội. Lúc nãy thì suýt khóc, bây giờ thì chạy vội. Dạ, tiết ra dạ, đa cù vành ra, chúng ta tiết ra đây. Đây nha mọi người, chúng ta đổi lại cái tôn kia cho các bạn đấy nha. Bây giờ là cái tôn này chắc chắn là vừa rồi. Nặng, cái này nặng mọi người. Mẹ tên là đu sao ai in đà. Rồi, tức là chúng ta sẽ hoàn thành để thay đổi cho các bạn đi. Bây giờ là không có kiểu thiếu sót gì nữa đâu nhá. Lợp đẹp hay lợp xấu thì bây giờ là tùy thuộc vào các bạn đi thôi. Bây giờ là tôn này khá là dài, tôn này là dư ra mỗi bên là khoảng tầm ít nhất là 40cm mỗi bên dư ra đấy mọi người. Levanta, levanta, busa, sinh vai kề, vai cô sa, đu kề, đu pintu. Để vận chuyển cho nó dễ cho nên là các bạn phải cuộn lại như thế này mọi người. Ya pega. Oke. Ya pode tirai instrumenta uma para ve ya. Abriza, chico abriza ya. Ya abri para instrumenta nasha para ve civio now. Chúng ta sẽ thử mọi người, thử cho mọi người quan sát luôn. Mà ở bên này tôn thì bao giờ người ta cũng chỉ cắt sẵn một cái mức ấy thôi, chứ còn mình không thể đặt người ta cắt được mọi người. Nếu mà đặt thì chỉ có đại lý người ta đặt thôi. Thì bây giờ là ở cái đấy hụt thì mình phải mua cái mới. Mà cái mới thì cái tôn trắng ấy thì nó cũng không có cái loại dài hơn, chỉ có thể là mua cái loại này. Các bạn ấy coi như là ông đa cù, ông xây sau là ông còn lợi nhất. Lợi hơn cả ông chi cù và ông pu tù lần trước. Chi cù với pu tù lần trước chỉ sử dụng được tôn trắng thôi, thì bây giờ là tôn đỏ. Lần trước mà muốn mua tôn đỏ cho chi cù pu tù cũng không thể được, bởi vì là mua thì nó sẽ bị dài quá mọi người. Rồi đến thử lên xem nha. Thế này là đa cù ngon quá rồi, ngon lành quá rồi. Chúng ta sẽ đi qua bên này chúng ta xem. Đấy, như nhà của chi cù với pu tù lần trước là chúng ta chỉ sử dụng được tôn trắng thôi mọi người, chỉ sử dụng được tôn trắng thôi. Bởi vì là cái chiều dài nó quá ngắn, chúng ta không thể sử dụng cái tôn này được, nó lại dư ra. Ôi, đẹp quá. Dạ bonito ấy. Ngon à? Phan là bonito, phan là đẹp, nó mới ngon. Bonito, bonito. É đẹp, nhá. Yeah. Bonito é đẹp, nó mới ngon, nhá. Yeah. Bonito, bonito. Dạ, yeah, parabéns, nhá. Sí, sí. Dạ. Ok. Bonito, bonito. Tua coisa que precisa deixar água de safe, bebe muito. Não, vou deixar já. Continua bebe muito, vou vem aqui tirar a chapa. Não, não, não faz isso. Neze. Pai. Sim, sim. Ele continua, vamos ver, vai aqui tirar. Vamos tirar a chapa. Bebeu um bocado. É assim. Você sabia que o doutor vai vir aqui? Como é que não, o doutor não me deu o dia. Dạ cù. Đây mọi người này, phía trước thừa, phía sau thừa nhá. Như này là mái như này quá đẹp, quá chuẩn nhá. Ok. Dạ. Đó tôi này. Xin chào. Xin các cái đi à. Amanhã. Nhá. Amanhã tem que zingar, já dá cu. Dá cu. Amanhã você zinga sozinho. Amanhã tem que zingar, já. Apoio. Egli, essa barrote. Sim. Aumenta mais, já. Essa barrote aumenta mais. Sim. Para zingar, já. Sim. Para que aumenta bem, que passar barroche que não no meio, já. Tá bem. Passar o meio. Sim, sim. Assim, atravessar. Sim. Depois que passar esse lado, já. Sim, sim. Essa que chapa já bonito, você não pode zingar feio, entende? Sim, sim. Entendi. Não pode zingar feio, quando essa chapa bem bonito. Sim, pai. Entendi. Yeah. Entendi. Parabéns, já. Sim. Ok, já. Até depois, já. Sim, sim, sim. Rồi, xong nha mọi người, chúng ta sang đưa tôn cho đa cù xong rồi chúng ta lại quay về xem ông Antonio làm việc thế nào. Já, yeah. Até depois. Tá bem, papá.
đi qua nhà đa cù xong, bây giờ chúng ta quay lại thì Antonio với các bạn ấy đã lợp xong một hàng mái ở phía bên dưới. Bây giờ các bạn ấy tiếp tục lợp hàng mái ở phía bên trên này. Nói chung là hàng mái ở phía bên trên này sẽ trồng với hàng mái ở phía dưới cũng khá là nhiều nha mọi người nhé. Bởi vì là ở đây thì cái kích thước của các bạn ấy làm nó cũng dở dàng mà, cho nên là nó sẽ bị lợp trồng lên nhau rất là nhiều. Nhưng mà nhìn vào bên trong như này này, mọi người sẽ thấy mái rất là đẹp này. Đảm bảo dê đợt này sẽ không bị dính mưa đấy nha mọi người nhé. Đây, lợp từ bên ngoài này. Các bạn sẽ đóng đinh vào cẩn thận thôi. Chúng ta sẽ đi vòng sang bên kia để cho mọi người quan sát xem là các bạn làm từ bên cạnh nhé. Đây, mấy con dê đang chờ vào này. Mà mấy cái thằng người vẫn đang tiếp tục làm, không để cho ta vào trong chuồng, nó bực lắm rồi đấy. Đấy, các bạn sẽ lợp chườm ra một tí, chườm xuống cái mái bên dưới một tí. Đấy, sẽ xuống rất là nhiều. Vài năm bộ củ, vài năm mạch, vài kỳ mạch, mạch. Ea, xe gà, a xin sổ. Đấy, thế là mái nó sẽ đua xuống dưới kia nhé mọi người, sẽ đua xuống phía dưới nữa. Ô bố đi subi mai em bố củ, thăm bay nó phai mà. Mai subi em bố củ, đưa bố vô xe, tăng cơ mẹn ta mạch, ạc lì bà ra anh đi nào đô bà ra, ea. Dạ, phát xe xin đưa bói kè, mẹ tê ra kè xung ba nánh xì mà anh tôn nhá. Xin nhá, mà hà nánh xì mà. À, tá bông, mê vô tăm bê, dạ. Ok nha mọi người. Usapa sobra anh tôn sapa sobra. Bà tê ala đủ nhá, bà tê ala đủ anh tôn nánh xì mà. Bà đủ đê xì mà. Sin lá đu lên xin mà. Para que para su van y no bate. No entra. Cuando ven con vento, okay. Yeah. Yeah. Okay. Được rồi mọi người, thế là tính toán cho các bạn đầy đủ. Nếu như mà thừa tôn chúng ta sẽ đóng ở phía bên hông. Thế là đẹp đẽ nhá. Đấy, là dê nhé mọi người nhá. Rồi là gà này. Gà thì một vài con nó quen nó vào chuồng thôi, còn một vài con thì nó vẫn vào chuồng dê, bởi vì là trước nhốt nó ở trong chuồng dê đấy, nên bây giờ là nó cứ ở trong đấy thôi, nó không có muốn vào trong chuồng này đấy. Nhưng mà dần dần chắc nó sẽ thành thói quen, những cái con mới nó sẽ thành thói quen thôi. Dạ, até aquí vai conseguir fazer bem, né, Antonio? Vai, vai. Vai? Vamos. Amanhã vou vir aqui com firma, né? Já, já. Se não vou, porque vou mandar tirar, você pagar, que comprar novo, do chapa. Ok nha mọi người nha, thì tình hình đến đây thì để cho các bạn làm tiếp thôi. Muộn rồi mình cũng sẽ đi về đây, cũng không ở đây với các bạn đến tối nữa. Thì cái này cũng là đơn giản thôi, để cho các bạn làm. Rồi ok, video này kết thúc đây, bye bye cả nhà. Ok, bye bye mọi người nha. Ông cứ cười em ai xuống, tôi thấy ông làm không cẩn thận đi. Ama nhà về aki kể, về ta phải hủy, vô được làm mà, para você scooty. Nào à. Rồi, bye bye cả nhà. E vamos decepcionar, né, isso que eu tô chiquinha.